Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, trước màn hình của quý vị và các bác đây thì em đã tháo sẵn ra chiếc JBL K512 quý vị nhé. Đấy. Vâng, như quý vị và các bác có thể thấy là đây là những dòng JBL K512 bên em. Đấy, em đã tháo ra. Đây. Còn phía trên này là từ của nó quý vị nhé. Từ kép ạ. Đấy, từ này là từ kép nhé. Bên trong này là lòng thùng của nó nhé. Rơi mất điện thoại xuống dưới này rồi. Đây là bên trong phân tần của nó trong này quý vị nhé. Phân tần ở trong này này. Vâng, và dòng này thì nó sẽ không có đèn quý vị nhé. Vì dòng này nó là dòng hàng bãi Mỹ nên nó không có đèn. Đấy, đây là âm chung của nó nhé quý vị nhé. Còn đây là chép của nó đây. Chép này của nó em cũng chưa vệ sinh lại. Đây là âm chung, chung này thì gân vải tầm dầu nhé. Đấy, chính là cái đôi mà hiện tại bây giờ em đang đánh đây này. Vâng, và hiện tại bây giờ là em đang test cái đôi loa JBL K512 này cho anh Bùi Đoan Hiếu nhé. Anh Bùi Đoan Hiếu này thì ở An Lão, Hải Phòng. Đấy, ở An Lão, Hải Phòng. Và đôi K512 này giá là 5 triệu và bác ấy đã chuyển trước cho bên em 1 triệu rồi. Và còn nhờ Bù Ta thu hộ 4 triệu nữa. Cảm ơn bác Hiếu rất là nhiều đã tin tưởng và đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Cặp loa này em đang đánh test cho bác nhé. Chút xíu nữa thì nhân viên bên em sẽ đóng hàng gửi cho bác. Dạ vâng, và hiện tại thì ở bên Cốc Cốc Audio chúng em là cũng đang có chương trình quý vị nhé. Đang có chương trình là đổi loa cũ lấy loa mới. Rồi là đổi âm ly cũ hỏng lấy loa như những dòng loa K512 này. Hoặc là âm ly cũ hỏng đổi X7 ra xe acoustic quý vị nhé. Tức là bên em đang thu hồi tất cả những dòng sản phẩm cũ của quý vị và các bác. Và có thể đổi các qua những dòng sản phẩm khác bên em nhé quý vị nhé. Đấy. Và như quý vị và các bác lấy combo bên em chẳng hạn, thì lấy một cặp loa như thế này, một X7 ra xe như thế này, thì bên em có thể tặng quý vị và các bác bộ mic không dây, một đầu thu hai tay mic. Một đầu thu hai tay mic BS7725 mã này. Hoặc là quý vị và các bác có thể chọn một trong hai sản phẩm, đó là mic không dây hoặc là chân loa quý vị nhé. Đấy. Đều hai sản phẩm này thì đều có giá trị là 1.700.000 hết quý vị nhé. Đấy, em mở lớn lên chút xíu các bác chúng ta cùng nghe này. Tiếng chép rất là sáng mọi quý vị. Tiếng chép sáng và tiếng bass thì rất là trầm ấm và chắc tròn quý vị nhé. Nghe rất sướng luôn, rất là trong sáng sạch và nghe cực kỳ là sướng luôn. Đây. Em test cái tiếng mic của nó nhé. Đây. 1 2 6 7. Đấy, tiếng mic rất là sáng và nghe rất là sướng luôn quý vị nhé. Đấy, chưa có bác nào mua một bộ combo của bên em gồm có một K512 và một X7 đa xe acoustic như thế này có thể chê được luôn á. Vâng, cặp loa JBL K512 thì hiện tại là ở trên YouTube bây giờ thì cũng đang có, em cũng thấy có mấy shop là bán những cái hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi quý vị nhé, chứ không phải là hàng bãi Mỹ. Đấy, như đây quý vị và các bác có thể nhìn rõ hàng xịn bên em nó như thế này quý vị nhé. Đấy, ở đây có lá cờ Mỹ này, ma rẽ USA này ở phía trên trên mặt của nam châm đây quý vị nhé. Đấy, và nó có một chép này, chép đôm họng kèn quý vị nhé. Chép đôm họng kèn này, một chung này quý vị nhé. Đấy, một chung này, và điều đặc biệt hơn là nó không có bóng đèn quý vị nhé. Đây. Đấy, nó không có bóng đèn quý vị nhé. Đấy, dòng này là sản xuất tại Mỹ cho nên là nó không có bóng đèn quý vị nhé. Tiếng chắc tròn và cực kỳ là hay.
siêu hay luôn. Với dòng loa này thì chúng ta có thể chơi nó cực kỳ hay trong cái khoảng không gian là từ 35 đến 40 mét vuông trở xuống quý vị nhé. Đấy, và chúng ta có thể chơi được mọi thể loại nhạc. Đấy, chơi được mọi thể loại nhạc luôn. Khi quý vị và các bác nhận hàng bên em, quý vị và các bác hãy tháo ra và kiểm tra nó y xì như thế này quý vị nhé. Đấy, quý vị và các bác tháo ra nó y xì như thế này thì các bác nhận hàng giùm em. Và bên em đều có một cái tờ phiếu như thế này. Đấy, khi quý vị và các bác nhận hàng thì các bác có thể liên hệ về một trong hai số điện thoại đây. Đấy, một trong hai số điện thoại ở trên này nhé. Chép đơm học kèn cho nên là quý vị và các bác nghe cái tiếng chép nó rất là sáng. Và nếu mà khi mà chúng ta mở một bài bolero lên đó thì lời của ca sĩ nó lên rất là mượt mà và nó tròn. Đấy, tiếng của nó rất là sạch sẽ quý vị nhá. Bát tròn, nghe cực sướng luôn. Vâng, cảm ơn bác Hiếu rất là nhiều đã quan tâm và ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Và quý vị và các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Mọi chi tiết thì xin quý vị và các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển. Hoặc các bác để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.